Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng bộ kiểm soát nguồn MISO FB108. Trước tiên thì chúng ta đi qua tổng quan về sản phẩm. Sản phẩm có 8 cổng cắm có thể điều chỉnh. Hai cổng trước được hỗ trợ thêm nên không điều chỉnh được. Mặt trước là màn hình, nút điều chỉnh và nút nguồn. Nút điều chỉnh có hai chức năng, nhấn và vặn. Khi chúng ta nhấn là chọn một điều chỉnh, vặn là đưa rõ đến nơi cần chọn, và cùng đi vào chi tiết của sản phẩm nha. Đầu tiên thì chúng ta đi vào phần cài đặt System. Có 4 mục trong phần cài đặt này. Thứ nhất là mục Size, là lưu. Chúng ta có 8 tùy chọn từ 1 đến 8 và có thể lưu lại được. Thứ hai là phần lock, phần này chúng ta sẽ chọn 8 tùy chọn đã lưu ở phần trên. Thứ ba là ngôn ngữ, chúng ta có hai ngôn ngữ lựa chọn, đó là tiếng Anh và tiếng Hoa. Thứ tư là phần ID để kiểm soát số phòng khi chúng ta dùng cho dịch vụ karaoke. Trong phần thứ nhất chúng ta cùng qua mục thứ hai, phần Protect. Đây là một giới hạn cường độ dòng điện cho thiết bị này. Về mục thứ ba là mục Time, ở mục này chúng ta có thể điều chỉnh ngày giờ cho thiết bị. Ta sẽ đến với phần kế tiếp là phần Delay For. Mục này là mục chúng ta điều chỉnh thời gian tắt mở cho từng thiết bị. Trên màn hình CH1 hay CH2 là tên của thiết bị bạn muốn cài đặt. Khoảng thời gian mà bạn muốn tắt hay mở thiết bị sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn. Vừa rồi là hướng dẫn sử dụng cho chức năng của bộ kiểm soát nguồn MISO FB108, và có 3 điểm cần lưu ý cho các bạn. Thứ nhất là thời gian thiết bị phải đúng với thời gian thực tế, như vậy mới không ảnh hưởng đến những tùy chỉnh của chúng ta. Thứ hai là nhớ chọn và share đúng model mà mình đã xếp đúng nhu cầu, nếu sai thì thiết bị cũng không hoạt động theo ý được. Và thứ ba, các bạn lưu ý là hai cổng cắm ở mặt trước thì chúng ta sẽ không điều chỉnh được, thế nên các thiết bị mà chúng ta không cần phải điều chỉnh nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng hai ổ cắm này.